Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm 24 tháng 9 đến sáng nay 25 tháng 9, trên địa bàn huyện Như Thanh có mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn huyện. Hiện các lực lượng chức năng của huyện Như Thanh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại người và tài sản của người dân. 9 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 9 tại thôn Khe Sình, xã Phú Nhuận, nước trên thượng nguồn đổ về khiến ba nhà của hộ dân bị ngập từ 30 đến 40 cm, hàng chục hộ khác nước đã ngấp nghé nền nhà. Một số tuyến đường ngập nước khiến các phương tiện không thể qua lại. Hiện các lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương hỗ trợ người tại khu vực ngập úng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó. Tuyên truyền đến bà con nhân dân là không qua lại các cái khu vực tràn để tránh cái rủi ro xảy ra. Các hộ dân ngập lụt thì đã huy động dân quân là vận chuyển lúa về lương thực, một số tiện nghi trong gia đình là về cái nơi an toàn. Theo tổng hợp nhanh của huyện Như Thanh, mưa lớn đã làm ngập úng 4,8 ha lúa, 14,2 ha rau màu, một ngôi nhà bị hư hỏng do sạt lở đất. Một số công trình ngầm tràn bị ngập sâu khiến giao thông gián đoạn tạm thời. Cùng với việc khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, huyện Như Thanh đã huy động lực lượng trực 24/24 lập chốt chặn ở các tuyến đường bị ngập, cắm cảnh báo ở các khu vực nguy cơ cao sạt lở, đồng thời chuẩn bị các loại vật tư phương tiện cần thiết để kịp thời ứng phó với mưa lũ khi có tình huống xảy ra. Cùng với hoạt động kiểm soát người vào và đi qua tỉnh Thanh Hóa của các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 21 tháng 7 năm 2021, thị xã Nghi Sơn đã tổ chức các điểm test nhanh SARS-CoV-2 tại khu vực cửa ngõ phía Nam vào tỉnh Thanh Hóa. Các điểm xét nghiệm do Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tổ chức thực hiện, sau 2 tháng triển khai thực hiện đã thu được hiệu quả tích cực. Kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến nay, các đơn vị làm xét nghiệm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã thực hiện được gần 50.000 test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các trường hợp đi từ các tỉnh phía Nam vào Thanh Hóa và các trường hợp đi qua tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu làm xét nghiệm. Qua test nhanh đã phát hiện cách ly kịp thời 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR sau đó khẳng định các trường hợp này mắc COVID-19. Tại 3 cái chốt, đường quốc lộ 1A cũ, xã Trường Lâm và tại chốt kiểm soát xã Hải Hà, thì Trung tâm Y tế bố trí cái lực lượng cán bộ thay phiên nhau, đảm bảo 24/24 giờ có lực lượng cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ test nhanh cho công dân. Việc test nhanh tầm soát COVID-19 ngay tại cửa ngõ vào tỉnh Thanh Hóa nhằm phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ nhiễm COVID-19, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thông tin về cách điều trị COVID-19 ngay lập tức trở thành đề tài nóng, được nhiều người dân quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít những thông tin thiếu căn cứ khoa học, suy diễn nghiêm trọng bản chất của điều trị COVID-19 dẫn đến hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, hàng loạt các hướng dẫn phòng bệnh, điều trị bệnh đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Trong đó, không ít những hướng dẫn đã trở thành cơn sốt do đánh trúng tâm lý của người dân ưa chuộng cách chữa bệnh Đông Tây Y kết hợp như dùng paracetamol và sông trong 7 ngày liên tục, xúc rửa miệng họng thường xuyên bằng nước muối đậm đặc hay dùng tỏi để ngăn ngừa virus. Khi mà ngậm nước muối đậm đặc vào thì nó chỉ là làm cho nó hỏng các cái niêm mạc của cái đường họng miệng thôi. Nó dễ là tạo điều kiện cho vi khuẩn nó xâm nhập vào. Thứ hai là nhét tỏi vào mũi thì có nguy cơ nó lọt vào đường hô hấp, nó gây ra bị tịt mất cái đường hô hấp dẫn đến tử vong. Nguy hiểm hơn các biện pháp dân gian, rất nhiều đơn thuốc Tây y được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và được quảng bá như thần dược điều trị COVID-19. Trong đó có nhiều loại thuốc kháng sinh vốn chỉ dùng được khi có chỉ định của bác sĩ sau khi thăm khám lâm sàng. Sử dụng bừa bãi các loại thuốc này rất có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh hoặc nguy hiểm hơn là dị ứng, phản ứng thuốc. Hiện tại, việc điều trị COVID-19 tại Việt Nam đã có hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Việc áp dụng các phác đồ điều trị COVID-19 cần có sự tư vấn của các bác sĩ, chuyên gia y tế. Do đó, mỗi người dân cần cẩn trọng trước các bài thuốc lan truyền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, không được tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, hàng chục nghìn lao động từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã về Thanh Hóa. Trong số đó, nhiều lao động có mong muốn tìm việc làm ổn định đời sống tại quê nhà. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai các giải pháp để hỗ trợ những lao động này tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống tại quê nhà.
Để hỗ trợ lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành phương án 198 ngày 2 tháng 9 năm 2021 về đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào các ngành nghề lĩnh vực sử dụng nhiều lao động. Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch bị mất việc làm, ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Hiện nay trung tâm tiến hành khảo sát trực tiếp và phối hợp với các doanh nghiệp là có nhu cầu tuyển dụng là gửi thông báo tuyển dụng đến trung tâm và trung tâm tổng hợp các nhu cầu tuyển dụng đó cung cấp cho người lao động thông qua nhiều các hình thức. Thì đặc biệt là người lao động đến đây thì được chúng tôi tư vấn trực tiếp. Đấy, thì các cái công việc phù hợp với trình độ, nguyện vọng và mong muốn của người lao động. Đấy, và đồng thời với cái việc tư vấn trực tiếp thì trung tâm cũng tiến hành cung cấp online. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 166.300 công dân trở về từ vùng dịch. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 44.480 lao động có nhu cầu việc làm và học nghề, chiếm 26,7% trong tổng số lao động Thanh Hóa về từ vùng dịch đợt này và đang trong độ tuổi lao động. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để bổ sung nguồn lao động còn thiếu hụt của tỉnh Thanh Hóa, bởi nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là gần 33.300 lao động. Trên địa bàn xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh vừa ghi nhận 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Cả 3 bệnh nhân không đi khỏi địa phương trong vòng 1 tháng trước ngày khởi phát bệnh. 3 bệnh nhân là nữ, là lao động tự do. Trong đó có 2 bệnh nhân có địa chỉ tại thôn Rộc Môn, 1 bệnh nhân có địa chỉ tại thôn Đồng Bốp, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh. Các bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ, xương khớp, được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết. Các bệnh nhân đã được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị. Ngành Y tế huyện Như Thanh đã tổ chức vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ gia đình có người mắc sốt xuất huyết và các gia đình lân cận trong vòng bán kính 200m. Bản tin 18:30 sẽ được chuyển sang những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm xảy ra trên địa bàn. Theo đó, chiều ngày 24 tháng 9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ và nhóm 3 người dân. Theo nội dung clip, hai người mặc đồ y tế liên tục bị 3 người dùng ghế, bàn nhựa đánh vào người. Một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 quận 8 xác nhận clip lan truyền trên mạng xảy ra trên địa bàn. Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ trong vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên y tế gây xôn xao dư luận. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiến hành xác minh làm rõ lô hàng gồm 100 thùng bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên xe tải luồng xanh từ Hà Nội vào Bình Phước. Lái xe tải khai nhận toàn bộ số hàng trên xe được vận chuyển từ Hà Nội vào cho 3 chủ hàng tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương. Hiện Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Ngày 4 tháng 9, Công an huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An đã triệt phá một đường dây bán lẻ ma túy, đấu tranh làm rõ 4 đối tượng tham gia, thu giữ 22,25 gram cỏ Mỹ, 3,45 gram cần sa. Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đình Long Nhật và Trần Văn Đức, cùng sinh năm 2001 và cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Trong đường dây này còn có 2 đối tượng đang là học sinh của trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nhật và Đức để tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 53 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Tại thời điểm bị phát hiện, trong kho của quán karaoke vẫn còn tàng trữ 122 viên nén màu xanh, tổng khối lượng 58,4 gram, nghi là ma túy tổng hợp. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 53 trên 54 đối tượng, gồm 35 nam, 18 nữ dương tính với chất ma túy. Hiện Quảng Nam vẫn đang thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội, trong đó cấm tụ tập đông người. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.